Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc. Theo số liệu thống kê, tổng sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng công ty đạt hơn 47 tỷ kWh, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 50% kế hoạch cả năm. Các chỉ tiêu về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 6 tháng đầu năm 2024 đều đạt kế hoạch. Về chỉ số tiếp cận điện năng, toàn tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.128 khách hàng trung áp. Thực hiện chỉ thị số 20 CTTTJ của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng tiết kiệm điện toàn tổng công ty là hơn 1 triệu kWh, bằng 2,3% tổng sản lượng điện thương phẩm. Tổng công ty cũng đã khởi công được 21 dự án, đóng điện 50 dự án 110 kV trong các tháng đầu năm. Theo dự báo, tình hình cung ứng điện 6 tháng cuối năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn. Các đơn vị trong toàn EVN-NPC sẽ phải chủ động trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, tập trung thực hiện các biện pháp như đẩy nhanh các dự án đầu tư trung thế để san tải cho các máy biến áp đang mang tải cao, đóng điện các dự án trọng điểm, tiếp tục thực hiện dự án nâng cao năng lực vận hành đối với trạm biến áp 110 kV, tăng cường công tác quản lý vận hành, giảm sự cố lưới điện.